chào các anh chị. Thì trong mỗi cái dây chuyền làm bánh mì thì em có đề cập đến rất là nhiều những cái sản phẩm, ví dụ như là máy trộn bột này hay là lò nướng bánh. Tuy nhiên trong đó vẫn có một cái dòng sản phẩm mà có rất là nhiều anh chị quan tâm, đó chính là một cái thiết bị máy xe bột hay còn gọi là máy tạo hình bánh mì. Thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ có những loại nào và điểm khác biệt những loại đó như thế nào, cũng như là báo giá về cái dòng sản phẩm đó, thì anh chị hãy cùng em tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, khi nhắc đến máy xe bột thì anh chị có thể nghĩ ngay đến dòng máy xe bột sử dụng băng tải, thì bao gồm là máy xe bột một băng tải lớn này, máy xe bột hai băng tải và máy ba băng tải. Thì cả ba chiếc máy này nó sẽ có những khác nhau về cả động cơ này, về kích thước này, cũng như là về cái thiết kế bên ngoài và năng suất của nó. Thì khi mà nhắc đến dòng máy xe bột băng tải thì anh chị sẽ nhắc ngay đây sẽ là một cái dòng máy giúp là xe này cũng như là tạo hình bánh mì đều nhau, giúp cho cái công đoạn này trở nên dễ dàng, tiết kiệm nhân công và thời gian hơn cho anh chị. Còn về điểm khác biệt giữa ba cái dòng máy xe bột là như thế nào? Đầu tiên đó chính là dòng máy xe bột một băng tải này thì nó sẽ chỉ có một băng tải bột vào thôi, và cái băng tải này thì trong quá trình mình sử dụng ấy sẽ cần phải có hai nhân công, và một người thì đưa bột vào và một người thì đón bột ra. Còn tiếp theo đó chính là đối với dòng máy xe bột hai băng tải, thì dòng máy này thì nó cũng khá là tương đồng so với cái dòng một băng tải thôi, tuy nhiên thì nó sẽ có một cái băng tải đưa bột vào, vì thế nên là nó sẽ an toàn hơn trong quá trình mình sử dụng. Và chiếc máy xe bột ba băng tải như bên cạnh em đây, nó là một con máy mà đang rất là ưa chuộng hiện nay. Con máy này sẽ có ba băng tải, và băng tải này thì sẽ có những cái công dụng khác nhau, ví dụ như là sẽ có băng tải bột vào này, băng tải cuộn xe bột và băng tải bột sau khi xe. Vì thế nên là sẽ chỉ cần một nhân công vừa có thể là cho bột vào máy và vừa có thể đón bột ra. Đặc điểm chung của những cái dòng máy xe bột này đó chính là về cái chất liệu làm ra phần thân vỏ, thì cái phần chất liệu này đều được làm bằng inox nên là anh chị có thể là yên tâm về cái vấn đề là hạn chế được cái han gỉ trong quá trình mình sử dụng lâu dài. Và một cái đặc điểm nữa đó chính là do là cái thiết kế nó khá là lớn, thế là ở bên dưới nó sẽ có cái bánh xe giúp mình có thể là thuận tiện hơn trong cái việc di chuyển máy. Còn về giá bán của những dòng máy này như sau: riêng đối với dòng một băng tải sẽ có giá là 25 triệu, dòng máy hai băng tải sẽ có giá là 26,5 triệu, và dòng máy ba băng tải sẽ có giá là 28 triệu. Còn ngoài cái thiết bị này ra, nếu anh chị còn quan tâm đến những cái thiết bị trong dây chuyền làm bánh mì, ví dụ như là máy trộn bột này, lò nướng bánh hay là máy chiên bột, có thể để lại bình luận ở phía bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo.